Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy hạnh phúc. Và sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất được chúng tôi mới cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Việt Á chỉ là một mắt xích, không thể tự thổi giá và bán cho các trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện. Thưa quý vị, kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho thấy, chỉ với 5 hợp đồng mua thiết bị sinh phẩm y tế giữa Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, đại diện là Tổng Giám đốc Công ty Phan Quốc Việt với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương có tổng trị giá 151 tỷ đồng, đã xác định nghi phạm Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, nhận của Công ty Việt Á số tiền lót tay gần 30 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% tổng giá trị hợp đồng. Cũng theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến nay công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm COVID-19 cho các trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Sự việc thu hút rất nhiều sự quan tâm của các chuyên gia cũng như là dư luận. Trao đổi với báo chí, ông Ngô Văn Xỉu, nguyên ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương không giấu nổi sự bức xúc khi nói về sự việc diễn ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương và Công ty Việt Á, sau khi cơ quan điều tra Bộ Công an phanh phui việc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á chi hoa hồng để cung cấp kit xét nghiệm COVID-19 cho các địa phương với giá cao như vậy. Cùng với đó, nhiều thông tin cho thấy sự thật về chất lượng của kit xét nghiệm do công ty này sản xuất có dấu hiệu bị thổi phồng. Ông Xỉu nói, đây không chỉ là làm việc trái pháp luật mà còn là câu chuyện ảnh hưởng đến uy tín của rất nhiều đơn vị. Do vậy, phải điều tra rõ những cá nhân tổ chức nào đã tiếp tay cho Việt Á nâng khống giá trị của thiết bị test COVID-19. Dư luận cần một câu trả lời sáng tỏ từ phía các cơ quan chức năng có thẩm quyền, phải làm rõ xem có mối quan hệ kinh tế ngầm ở đây hay không. Ngay trong thời chúng tôi còn đang công tác, hiện tượng doanh nghiệp đi đêm với một số quan chức để thực hiện những ý đồ riêng đã được nhắc tới. Nhưng đến thời gian qua, nhiều vụ việc được phát hiện và xử lý cho thấy hiện tượng này thực sự là một mối nguy hại vô cùng lớn. Đến vụ việc sai phạm của công ty Việt Á cho thấy, một cán bộ đứng đầu một trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh thôi mà đã nhận đến 30 tỷ đồng lại quả thì tôi cho là sự việc nghiêm trọng. Do vậy, tôi đề nghị các cơ quan ban ngành phải làm rõ và chỉ ra từng cá nhân ở từng bộ ngành địa phương có liên quan đến sự việc và đưa ra ánh sáng pháp luật. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, chống tham nhũng không có vùng cấm và sự việc này cũng không thể có vùng cấm. Trước đây, tôi cũng đã nói nhiều về kinh tế ngầm, sự bắt tay của doanh nghiệp và một số quan chức thoái hóa biến chất sẽ tạo ra những hệ lụy khó lường. Mối quan hệ không bình thường này sẽ làm tha hóa và hư hỏng một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, thậm chí có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cao cấp. Công chức lúc đó sẽ trở thành công bộc tận tụy với doanh nghiệp, doanh nhân bảo kê cho doanh nhân buôn lậu, thậm chí là đỡ đầu, tạo thế cho doanh nhân được cơ cấu vào bộ máy chính quyền hoặc là cơ quan dân cử. Trong khi dịch bệnh còn phức tạp, không ít người đã vào sinh ra tử để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc trước dịch bệnh mà chưa được trợ cấp tương xứng, thì những người này đã lợi dụng khó khăn đó để gian xíu với doanh nghiệp trục lợi. Bên cạnh đó, từ sự việc của công ty Việt Á, chúng ta phải đẩy mạnh quá trình kiểm tra, giám sát và có cơ chế để chấm dứt tình trạng trục lợi như vậy. Chúng ta cần cụ thể hơn nữa, tạo ra cơ chế để các đối tượng không thể móc ngoặc hoặc lợi dụng quan chức nhằm trục lợi tham nhũng. Cũng bày tỏ quan điểm, ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12-13 cho rằng, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã thông tin sự việc giám đốc công ty Việt Á bị khởi tố. Có thể khẳng định đây là một việc rất đáng chú ý. Theo tôi, công ty Việt Á sẽ chỉ là một mắt xích trong một hệ thống, một chuỗi. Bởi một mình công ty Việt Á không thể nâng giá kit xét nghiệm COVID-19 và đưa vào hệ thống trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện ở các tỉnh thành trong cả nước được. Vụ việc xảy ra, dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế, trách nhiệm về thẩm định giá của ngành tài chính và đặc biệt là khẳng định của Bộ Khoa học Công nghệ về việc kit test này đủ tiêu chuẩn và thậm chí là tiêu chuẩn châu Âu, WHO, nhưng cuối cùng lại không chính xác và Bộ Khoa học Công nghệ lặng lẽ gỡ thông tin dù trước đó báo chí đăng tải rình rang. Các tỉnh thành địa phương cũng đã tin ở Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Quân y. Những thông tin đăng tải tồn tại cả năm trời và được dẫn về các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Do vậy, cơ quan chức năng phải điều tra, làm rõ và mở rộng, làm đến cùng sự việc nếu phát hiện ai trong cơ quan nhà nước chống lưng hay bảo kê cho việc này phải xử lý nghiêm. Qua sự việc có thể thấy, đồng tiền đã làm cho con người không giữ được phẩm giá. Các đối tượng đã lợi dụng dịch bệnh, làm mọi giá để kiếm tiền. Điều đó không thể chấp nhận. Trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch, thì một nhóm người đã trục lợi trên sự đau khổ của người bệnh, người dân. Phải khẳng định đây là sự việc nhẫn tâm, không còn tính người, không còn tình người nữa. Cơ quan điều tra phải vào cuộc quyết liệt, bóc tách,
bóc gỡ để làm rõ có ai tiếp tay cho công ty Việt Á này hay không. Phải làm rõ để xử lý tận gốc vấn đề, phải có hình thức xử lý thật nghiêm khắc đối với những tổ chức cá nhân có liên quan. Cần minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm bớt tình trạng tiêu cực, bôi trơn. Thưa quý vị, dù môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, nhưng vẫn còn đó tình trạng tham nhũng vặt. Doanh nghiệp vẫn phải chi trả chi phí không chính thức, phải bôi trơn khi thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh. Theo kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố, chi phí không chính thức tiếp tục xu hướng giảm trong hầu hết các lĩnh vực thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, chi phí không chính thức vẫn tồn tại khá phổ biến trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước. Theo PCI năm 2021, tức là về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2021, thì tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức đó là 41,4%, giảm so với con số 44,9% vào năm 2020. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 16 năm qua. Theo ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI, quy mô khoản chi không chính thức đã giảm đi đáng kể. Tỷ lệ doanh nghiệp dành hơn 10% doanh thu để chi trả loại chi phí này năm 2021 là 4,1%, thấp hơn đáng kể so với 9,1% của năm 2016. Kết quả điều tra PCI năm 2021 dựa trên khảo sát gần 11.312 doanh nghiệp cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp cho biết có chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh kiểm tra năm 2021 là 20,9%. Tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý với nhận định chi trả hoa hồng là cần thiết để có cơ hội thắng thầu đã giảm từ mức 40% năm 2020 xuống còn 36,8% năm 2021. Tỷ lệ doanh nghiệp có chi trả chi phí không chính thức để đẩy nhanh thủ tục đất đai năm 2021 là 29,4%. Hai lĩnh vực khá nhức nhối với vấn nạn bôi trơn được VCCI chỉ ra là hoạt động thanh tra xây dựng và cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện. Theo ông Tuấn, có tới 67,2% doanh nghiệp nói phải có chi phí bôi trơn trong hoạt động thanh tra xây dựng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thường trả chi phí không chính thức ở những thủ tục hoặc nghiệp vụ như quản lý thị trường, thanh tra môi trường, thuế, thanh tra phòng cháy chữa cháy và đất đai. 57,4% doanh nghiệp cho biết hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục là phổ biến. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đã giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp phản ánh, quy trình giải quyết thủ tục hồ sơ gồm 8 bước, nhưng chỉ có 7 bước giải quyết trên môi trường mạng, bước cuối cùng lại phải mang giấy tờ ra tận nơi để được xử lý. Với tình trạng này, nếu doanh nghiệp không bôi trơn, thì liệu hồ sơ có được giải quyết đúng thời hạn hay không, hay là lại bị ngâm hồ sơ? Theo ông Đậu Anh Tuấn, hoạt động phòng chống tham nhũng trong những năm gần đây đã đem lại những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, giảm thiểu chi phí không chính thức vẫn là hành trình dài đối với các chính quyền địa phương ở Việt Nam. Kết quả điều tra PCI cũng khuyến nghị các địa phương cần tập trung cải cách những lĩnh vực thủ tục hành chính vẫn còn có tỷ lệ doanh nghiệp gặp phiền hà tương đối cao như là thuế, phòng cháy, xuất nhập khẩu hay là đăng ký đầu tư và bảo hiểm xã hội. Đồng thời tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư có công trình xây dựng. Cụ thể là cấp phép xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy, đánh giá tác động môi trường. Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đã rất nỗ lực để giảm chỉ số doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức. Về giải pháp, quan trọng nhất là tính minh bạch khi thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện Quảng Ninh đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 gần 100%. Đây là giải pháp trọng tâm để giảm được sự tiếp xúc trực tiếp giữa các cán bộ xử lý thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, từ đó giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Là địa phương có sự bứt phá về cải thiện môi trường kinh doanh, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh đến chỉ số minh bạch. Nếu minh bạch thì sẽ giảm được các chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải chi trả, như kết quả điều tra PCI 2021 đã nêu. Cấp tỉnh không có thẩm quyền thay đổi được thể chế, nhưng hoàn toàn có thể minh bạch thể chế, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thể chế. Ông Thành nói và cho rằng, khi sự minh bạch được đặt lên hàng đầu thì sẽ giảm được sự phiền hà, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ông Thành cũng nhấn mạnh đến tính năng động của chính quyền, sự quan tâm, đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các vướng mắc và tháo gỡ. Một trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp than phiền phải trả chi phí bôi trơn là tiếp cận đất đai. Theo ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, bên cạnh tính minh bạch, địa phương đang nỗ lực để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, không để xảy ra các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi vào đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc số hóa hồ sơ giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ giúp minh bạch khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh. Để giảm gánh nặng chi phí bôi trơn cho doanh nghiệp, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng cần có thêm kênh độc lập để doanh nghiệp phản ánh.
vì hiện nay nhiều doanh nghiệp phải trả chi phí lót tay khi giải quyết thủ tục hành chính nhưng không lên tiếng. Bên cạnh đó, việc số hóa khi giải quyết thủ tục hành chính phải triển khai đến nơi đến chốn để thực sự phát huy tính minh bạch. Khi làm dịch vụ công trực tuyến, cán bộ nào tiếp nhận hồ sơ thì hiển thị tên cán bộ đó để người dân biết, doanh nghiệp biết, từ đó theo dõi giải quyết hồ sơ có đúng tiến độ hay không. Chúng ta phải minh bạch từ những chi tiết đó. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói và nhấn mạnh, cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, giám sát để phát hiện các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Nhiều dự án công viên chậm trễ, người dân Hà Nội thiếu không gian vui chơi. Thưa quý vị, mới đây Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, qua giám sát và kiến nghị của các cử tri, hiện tại thành phố còn thiếu nhiều các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ông Tuấn cũng thông tin, trong 20 năm qua, Hà Nội đã có nhiều quy hoạch xây dựng công viên, hồ điều hòa. Tuy nhiên, với nhiều lý do như điều chỉnh quy hoạch, thiếu nguồn lực đầu tư, rất nhiều dự án hiện vẫn đang nằm trên giấy hoặc chậm tiến độ. Nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã đặt câu hỏi về các dự án công viên Đống Đa có từ năm 1998, nhưng đến nay hơn 20 năm vẫn chậm triển khai vì sao? Một số dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước như dự án công viên Hello Kitty nằm trên khu đất vàng Hồ Tây, dự án công viên Kim Quy, huyện Đông Anh chậm triển khai, lãng phí rất lớn về đất đai. Công viên Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai được quận cải tạo nhưng đến nay không hoạt động, nhiều hạng mục bị lấn chiếm do đâu? Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thừa nhận trách nhiệm UBND thành phố chậm trễ trong triển khai dự án công viên Kim Quy. Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc cùng các sở ngành đơn vị liên quan phải thực hiện dứt điểm điều chỉnh quy hoạch xong trong 2 tháng nữa. Trên thực tế, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch số 332 KHUBND về cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở tổng số 63 công viên, vườn hoa hiện có, sau khi rà soát, có 45 công viên, vườn hoa, khoảng 70% cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa theo mức độ khác nhau như duy trì ổn định cảnh quan, đồng bộ, phục vụ nhân dân, trong đó có 13 công viên và 32 vườn hoa. Đối với công viên, vườn hoa cải tạo, nâng cấp, mức độ 1, có 3 công viên và 10 vườn hoa, trong đó 3 công viên là Bách Thảo, Thủ Lệ, Thống Nhất, sẽ ưu tiên thực hiện cải tạo, nâng cấp đồng bộ các khu vực chính và khu vực xuống cấp, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Đồng thời, Hà Nội định hướng nghiên cứu công viên Thống Nhất theo hướng mở, không thu vé vào cửa và có thể bỏ hàng rào để người dân dễ tiếp cận. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, dân số của Hà Nội năm 2020 là 8.246.540 người. Trong khi đó, thì thành phố chỉ có 63 công viên, vườn hoa, tập trung chủ yếu trên địa bàn 4 quận nội thành. Các công viên, vườn hoa hình thành đã lâu, hầu hết đã xuống cấp. Có một nghịch lý là, trong khi người dân thủ đô đang thiếu không gian công cộng, nơi vui chơi, thì hàng trăm hecta đất tại Hà Nội đã được quy hoạch làm công viên, hồ nước lại đang chậm tiến độ, bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích trong nhiều thập kỷ. Công viên Kim Quy, công viên Hello Kitty là một loạt công viên lớn được kỳ vọng thay đổi diện mạo thủ đô, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với Hà Nội. Tuy nhiên, sau nhiều năm, hiện các công viên này vẫn chưa được triển khai. Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, công viên Kim Quy hiện nay không vướng gì vấn đề quy hoạch, chủ yếu là vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao 97%, tỷ lệ 3% diện tích giải phóng mặt bằng còn lại hiện nay huyện Đông Anh đang triển khai. Chủ đầu tư tổ chức triển khai theo quy hoạch và phần đã được thành phố điều chỉnh quy hoạch. Chủ đầu tư cam kết sẽ cùng với chính quyền thành phố Hà Nội nhanh chóng bắt tay tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, cam kết sẽ hoàn thành đúng tiến độ trong thời gian 2 năm kể từ khi nhận giấy phép xây dựng. Tiếp đó, công viên Hello Kitty đã được duyệt quy hoạch từ năm 2018 với tầng cao 8 tầng, mật độ xây dựng 80%. Ở đây thì vướng chủ yếu giải phóng mặt bằng và giao chủ đầu tư vì có một phần đất công. Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho hay, đối với dự án Hello Kitty, thành phố có quyết định thu hồi hơn 2.600m2 thuộc Tổng Công ty Du lịch, giao Sở Tài nguyên Môi trường đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành thủ tục đất đai, chủ đầu tư tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện. Công viên thứ 3 nằm trong danh sách các công viên chậm triển khai là khu công viên thể thao Cây Xanh, quận Hà Đông. Lý do khiến dự án này đến nay vẫn bị trì trệ đó là do không có nguồn vốn. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thu hồi đất, giao Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông hoàn thành giải phóng mặt bằng và tổ chức quản lý, sử dụng khai thác tạm khu đất, tránh tình trạng đất bỏ hoang, gây lãng phí.
dự án hơn 4.000 tỷ tại Thừa Thiên Huế thành trang trại châu bò. Thưa quý vị, nhiều năm trước, khi hay tin nhà máy xi măng Nam Đông được xây dựng ở xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, ông Lê Hiền, một trong hơn 40 hộ dân ở địa phương có đất đai bị thu hồi giải phóng mặt bằng triển khai dự án, từng tỏ ra lạc quan về triển vọng con em địa phương không còn phải ly hương kiếm sống mà có công ăn việc làm ổn định ngay trên quê mình. Tuy nhiên, mòn mỏi đợi chờ hơn 13 năm, dự án nhà máy xi măng Nam Đông vẫn chưa một ngày đi vào hoạt động. Công trình dang dở, nhiều người trẻ đã rời quê kiếm sống thay vì kỳ vọng trở thành công nhân nhà máy. Theo tìm hiểu, sau nhiều lần xin gia hạn dự án, khu vực triển khai nhà máy xi măng Nam Đông hiện đã đầu tư cơ bản hoàn thiện về khu nhà điều hành quy mô 2 tầng, nhà để xe máy, sân trước, hệ thống tường rào. Riêng tuyến đường nhựa từ tỉnh lộ 14B dẫn đến tận cổng khu điều hành nhà máy đã được nhà nước điều chỉnh cũng như đầu tư hoàn chỉnh, rất là thuận lợi cho việc đi lại. Thời điểm chúng tôi có mặt tại khu vực công trình dự án, khu nhà điều hành, nhà xe, sảnh trước đang được người dân địa phương tận dụng làm nơi nuôi nhốt trâu bò. Các lối đi dẫn vào khu nhà đều ngập trong phân gia súc, bẩn thỉu, ô nhiễm và nhếch nhác. Khu đất xung quanh được người dân tận dụng trồng cỏ voi để chăn nuôi. Khuôn viên khu nhà còn được dùng làm nơi sản xuất, phơi phóng, đóng bao phân chuồng để bán đi các nơi. Do bỏ hoang nhiều năm, khu nhà điều hành cao tầng bị xuống cấp, hệ thống cửa đã hỏng, các tấm chắn bằng kính bị vỡ toang hoác. Nếu không được người dân địa phương thông tin trước, nhiều người nhầm nơi đây là khu chăn nuôi gia súc hạng sang. Tìm hiểu từ cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án nhà máy xi măng Nam Đông được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xi măng Nam Đông Việt Song Long vào tháng 1 năm 2008, thay đổi lần thứ nhất vào tháng 5 năm 2010 với số vốn đầu tư là 4.437,8 tỷ đồng. Dự án nhà máy có công suất thiết kế 5.000 tấn clinker trên một ngày, tương đương 1.800.000 tấn xi măng một năm. Dự án có ý nghĩa trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, người dân huyện vùng cao Nam Đông và tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010. Ngày 21 tháng 3 năm 2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Xi măng Nam Đông Việt Song Long đã tổ chức khởi công xây dựng nhà máy xi măng Nam Đông tại xã Thượng Quảng, cam kết hoàn thành dự án và cho ra lò sản phẩm xi măng Nam Đông đầu tiên sau 26 tháng kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 6 năm 2010, sau khi đầu tư được khoảng 163,5 tỷ đồng cho các phần khoan thăm dò mỏ đá, mỏ phụ giam, giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà điều hành, dự án dậm chân tại chỗ cho đến nay do nhà đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn. Chủ đầu tư sau đó đã xin Ủy ban Nhân dân tỉnh gia hạn tiến độ và dự kiến đưa dự án vào hoạt động vào quý 1 năm 2016. Trong khi đó, ngày 3 tháng 4 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 485/TT-KTN về việc ra soát, điều chỉnh tiến độ các dự án nhà máy xi măng theo quy hoạch. Trong đó, dự án nhà máy xi măng Nam Đông được giãn tiến độ sang giai đoạn sau năm 2015. Ngày 28 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 1592/TT-KTN về việc ra soát các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trong quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam. Trong đó, dự án nhà máy xi măng Nam Đông là một trong 9 dự án hoãn triển khai, không có thời hạn cụ thể. Đến năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị tiếp tục thực hiện đầu tư dự án nhà máy xi măng Nam Đông. Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận số 212/TB-VPCP tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, văn bản yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động ra soát tiến độ, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ, bảo vệ môi trường và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi tiếp tục triển khai dự án nhà máy xi măng Nam Đông trong năm 2019. Tuy nhiên, đến nay, dự án nhà máy xi măng Nam Đông tiếp tục án binh bất động, bỏ hoang phần công trình đã đầu tư kéo dài. Theo ông Đinh Hồng Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Quảng, do dự án treo kéo dài, một phần diện tích đất trong tổng số hơn 40 ha mặt bằng thu hồi triển khai xây dựng nhà máy xi măng đã được người dân tạm thời tận dụng canh tác, trồng các loại cây ngắn ngày. Khi dự án tiếp tục triển khai, dân sẽ bàn giao lại đất cho chủ đầu tư. Còn theo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đang phối hợp với các sở ngành chức năng để ra soát các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm tham mưu phương án xử lý phù hợp.